Mâu thuẫn tại đám cưới, cô gái trẻ dùng dao tấn công 3 người thương vong. Mang thi thể người gặp nạn đến trụ sở xã để gây áp lực đòi bồi thường. Triệu tập Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên tới phiên xử bà Nguyễn Phương Hằng vào ngày 1 tháng 6. Chủ mưu vụ cướp Bitcoin trị giá 37 tỷ đồng thừa nhận hành vi phạm tội. Kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình tin tức trên kênh YouTube Báo Lao Động. Vừa rồi là những nội dung chính có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây mạng xã hội xôn xao vụ việc một cô gái trẻ dùng dao tấn công 3 thanh niên tại đám cưới ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Vụ việc đã khiến một người tử vong, 2 người còn lại bị thương nặng. Hiện cô gái đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra. Ngày 10 tháng 5, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội, trên địa bàn xã Phụng Thượng, Phúc Thọ đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng. Theo đó, nghi phạm là một cô gái trẻ sinh năm 1996 đã dùng dao tấn công thương vong 3 người. Về diễn biến vụ việc, vào tối 8 tháng 5, cô gái nêu trên đến đám cưới bạn và có xảy ra mâu thuẫn với 3 thanh niên. Sự việc được mọi người can ngăn nên câu chuyện không bị đẩy đi quá xa. Tuy nhiên, đến ngày 9 tháng 5, vẫn tại đám cưới này, phía cô gái và 3 thanh niên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Đỉnh điểm của sự việc là khi cô gái dùng dao tấn công 3 thanh niên khiến một người tử vong, 2 người bị thương nặng. Thông tin từ lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra PC01 Công an thành phố Hà Nội cho biết, cô gái hiện đang bị Công an huyện Phúc Thọ bắt giữ để phục vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án. Mọi thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video sau. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, do không thống nhất được thỏa thuận dân sự, một đối tượng đã điều khiển xe ô tô tải chở quan tài, chứa thi thể nạn nhân và vòng hoa cùng nhiều người khác kéo đến sân trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để gây áp lực, đòi bồi thường. Cụ thể ra sao, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Sáng 11 tháng 5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp các cơ quan liên quan thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hàng A Tính, sinh năm 1985, trú tại bản Chu Va 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, về hành vi gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 23 tháng 4, tại km 64+690, quốc lộ 4D, thuộc địa phận bản Tân Hợp, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Hậu quả là một người bị thương nặng, sau đó đã tử vong. Do không thống nhất được thỏa thuận dân sự, nên khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 4, Hàng A Tính đã điều khiển xe ô tô tải chở quan tài, chứa tử thi nạn nhân và vòng hoa, cùng nhiều người khác kéo đến sân trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Sơn Bình, nhằm gây áp lực đòi chính quyền và cơ quan pháp luật phải gọi lái xe liên quan tai nạn đến để giải quyết. Mặc dù được chính quyền và các cơ quan chức năng giải thích vận động, nhưng nhóm người này không đồng ý. Một số người còn la hét, dùng điện thoại phát trực tiếp. Đồng thời có những phát ngôn kích động, xúc phạm cơ quan công an, tạo dư luận xấu trong xã hội. Đến 17 giờ 25 phút, Hàng A Tính tiếp tục điều khiển xe ô tô lùi đến trước dãy nhà làm việc của Ủy ban Nhân dân xã để cho một số người khênh quan tài, vòng hoa trên thùng xe đặt xuống sân. Sau đó Hàng A Tính lái xe về. Sau nhiều giờ giải thích về quy trình điều tra vụ tai nạn giao thông cũng như các chính sách pháp luật khác, khoảng 22 giờ 15 phút cùng ngày, gia đình người bị nạn đã nhất trí mang quan tài ở Ủy ban Nhân dân xã Sơn Bình về mai táng. Căn cứ các tài liệu chứng cứ đã thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra xác định hành vi của những người nói trên đã gây cản trở công tác, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự ở địa phương. Ngày 27 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng để tiến hành điều tra. Ngày 9 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Hàng A Tính để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phê chuẩn các quyết định nói trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của những người liên quan để phân loại, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, cái tên Nguyễn Phương Hằng vẫn luôn là điểm nóng thu hút rất nhiều sự quan tâm của dư luận trong suốt thời gian vừa qua. Mới đây, sau khi bị gia hạn tạm giam thêm 60 ngày, vào ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân TP.HCM cho biết đã có quyết định đưa vụ Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm cùng tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân ra xét xử sơ thẩm từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6. Theo đó, tòa cho biết, tại phiên tòa lần này sẽ triệu tập ông Huỳnh Uy Dũng, chồng của bà Nguyễn Phương Hằng, ông Võ Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo, ông Nguyễn Đức Hiển, nhà báo, bà Trần Thị Thủy Tiên, ca sĩ, cùng chồng là Lê Công Vinh, cựu cầu thủ bóng đá.
ông Huỳnh Minh Hưng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, bà Trương Thị Việt Hà, Nguyễn Đình Kim đến tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Trước đó, Tòa án Nhân dân TP HCM đã ra quyết định tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng thêm 60 ngày để phục vụ cho việc xét xử. Theo đó, vụ án do thẩm phán Bùi Đức Nam, Tòa hình sự Tòa án Nhân dân TP HCM thụ lý giải quyết. Cáo trạng thể hiện, từ khoảng tháng 3 năm 2021, thông qua các tài khoản mạng xã hội, Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức nhiều buổi live stream phát ngôn trực tiếp về chuyện bí mật đời tư cá nhân, có nội dung bịa đặt và những nội dung gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân, gồm Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà. Ngoài ra, ba bị can Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân đã thực hiện hành vi tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, kết nối các tài khoản mạng xã hội và Internet, thông báo thời gian, chủ đề live stream, chuẩn bị nội dung, sân khấu để bà Hằng live stream và đăng tải các bài viết của Hằng lên các trang mạng xã hội theo chỉ đạo của Hằng. Đối với Đặng Anh Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với Nguyễn Phương Hằng trong 11 buổi live stream của Hằng, cổ vũ về tinh thần, tiếp thêm ý chí cho Hằng thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, trong buổi live stream vào ngày 24 tháng 12 năm 2021, Quân đã phát ngôn có nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự và nhân phẩm của ông Võ Nguyễn Hoài Linh. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc và chuyển đến quý vị trong những video tiếp theo trên kênh YouTube Báo Lao Động. Tiếp tục bản tin sẽ là thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án dàn cảnh cướp hơn 37 tỷ đồng tiền ảo Bitcoin vào hồi tháng 5 năm 2020. Theo đó, tại phiên tòa, bị cáo cầm đầu là Hồ Ngọc Tài đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, đồng thời cho biết đã tự nguyện nộp lại số tiền 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cụ thể, ngày 10 tháng 5, Tòa án Nhân dân TP HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với Hồ Ngọc Tài, sinh năm 1989, chủ mưu cầm đầu và 14 đồng phạm. Các bị cáo bị truy tố về tội cướp tài sản. Đây là một vụ án đặc biệt gây xôn xao dư luận, không chỉ bởi vì cách thức manh động của nhóm cướp, mà còn do tài sản bị cướp là tiền ảo Bitcoin. Tại phiên tòa trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, bị cáo Hồ Ngọc Tài thừa nhận hành vi như cáo trạng đã nêu, đồng thời khai nhận khi đầu tư Bitcoin, bị cáo và bị cáo Trần Ngọc Hoàng, 40 tuổi tài xế Grab, quen anh LDN, 35 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Đức bị hại. Tài cho rằng vì nghe anh N tư vấn nên đã bán hết 1.000 Bitcoin tiền điện tử, trị giá khoảng 100 tỷ đồng để chuyển sang mua các loại tiền ảo mới nổi như Arus, iFans, nhưng thua lỗ hết. Nghĩ anh N lừa mình, bị cáo Tài đã bàn với cả nhóm lên kế hoạch cướp Bitcoin của anh N. Tại phiên tòa, bị cáo cúi đầu xuống tỏ ra ăn năn hối cải và cho rằng chính hành vi bột phát của mình đã kéo theo nhiều người rơi vào vòng lao lý. Bên cạnh đó, Tài cho biết đã tự nguyện nộp lại số tiền 3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo khác. Theo cáo trạng, vào năm 2016, quá trình đầu tư tiền ảo, Hồ Ngọc Tài, 32 tuổi, quen ông LDN, sinh năm 1988, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2018, Tài bán hết tiền ảo Bitcoin, khoảng 1.000 Bitcoin, tương đương 100 tỷ đồng, để mua các loại tiền ảo mới khác nhưng bị thua lỗ. Sau đó, Tài quen Trần Ngọc Hoàng cũng đầu tư tiền ảo và thua lỗ. Tài cho rằng mình thua lỗ là do đầu tư theo định hướng của ông N, nên rủ Hoàng tìm người đàn ông trên để đòi lại số Bitcoin đã mất. Ngày 12 tháng 5 năm 2020, sau khi thuê người tìm kiếm và theo dõi quá trình sinh hoạt của ông N, nhóm Tài đã dàn cảnh gây ra vụ tai nạn giao thông để tiếp cận nạn nhân, lấy Bitcoin. Khi xảy ra va chạm, ông N thấy bất thường nên điều khiển ô tô bỏ chạy. Nhóm Tài tiếp tục bàn nhau dàn cảnh tai nạn giao thông lần thứ hai. Ngày 17 tháng 5 năm 2020, Tài cùng đồng bọn sử dụng ô tô tạo vụ tai nạn giao thông, chặn ô tô của ông N nhằm khống chế, đe dọa để chiếm đoạt tiền ảo. Theo kết quả giám định, số tiền ông N bị chiếm đoạt là 168 Bitcoin, được quy đổi tổng trị giá là 37,1 tỷ đồng. Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 16 bị can liên quan trong vụ án. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, vào ngày 10 tháng 5 vừa qua, Công an huyện Hải Hà cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Khuất Thị Hiểu về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tài khoản 4, điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, Công an huyện Hải Hà tiếp nhận trình báo của ông Nguyễn Văn Quảng là giám đốc chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dương tại Quảng Ninh
về việc nhân viên kế toán của công ty là Khuất Thị Hiểu, sinh năm 1986, trú tại tổ 1, khu Vĩnh Quang, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đã chiếm đoạt tiền của các hộ kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Dương tại Quảng Ninh có văn phòng tại chợ trung tâm Hải Hà 1, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà. Vào các năm 2021-2022, với thủ đoạn tự ý lập các hợp đồng cho thuê dài hạn ki ốt, hợp đồng đặt cọc mua bán đất tại chợ trung tâm Hải Hà 1, Hiểu đã chiếm đoạt tiền của các hộ kinh doanh. Sau khi bị phát hiện, Hiểu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Nhận thấy đây là đối tượng thực hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng, số tiền chiếm đoạt lớn, cần thiết phải truy bắt để điều tra làm rõ. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm và tạm hoãn xuất cảnh đối với Khuất Thị Hiểu. Với quyết tâm điều tra, không bỏ lọt tội phạm, Công an huyện Hải Hà đã quyết liệt sử dụng đồng bộ các biện pháp truy tìm tung tích đối tượng bỏ trốn. Đến ngày 24 tháng 4 năm 2023, Công an huyện Hải Hà đã truy tìm được Hiểu đang lẩn trốn tại phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long. Tại cơ quan điều tra, Hiểu khai nhận toàn bộ hành vi dùng thủ đoạn gian dối, tự ý lập khống các hợp đồng cho thuê dài hạn các ki ốt và hợp đồng đặt cọc để chiếm đoạt số tiền là 1,68 tỷ đồng của 5 hộ kinh doanh tại chợ trung tâm Hải Hà. Hiện Công an huyện Hải Hà đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tiếp tục bản tin, chúng tôi xin được gửi đến quý vị tin tức quốc tế mới nhất trong 24 giờ qua. Theo Bloomberg đưa tin, Ủy ban châu Âu đã đề xuất mở rộng các hạn chế thương mại chống Nga đối với các công ty ở nhiều quốc gia có hoạt động kinh doanh với Moscow, bao gồm cả Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Biện pháp này được cho là sẽ nhắm vào khoảng 35 công ty ở Trung Quốc đại lục và đặc khu hành chính Hồng Kông, cùng với các công ty ở Uzbekistan, Armenia và UAE. Các công ty này bị cáo buộc cung cấp hỗ trợ cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga. Cơ quan hành pháp của EU kêu gọi hạn chế xuất khẩu nghiêm ngặt hơn đối với hàng hóa và công nghệ lưỡng dụng, cũng như hàng hóa và công nghệ có thể góp phần tăng cường công nghệ cho lĩnh vực quốc phòng và an ninh của Nga. Danh sách bao gồm một số công ty Iran, trước đây là mục tiêu trừng phạt của EU, với cáo buộc cung cấp máy bay không người lái cho Moscow, cũng như hàng trăm công ty của Nga. Các nhà lập pháp từ 27 quốc gia thành viên EU dự kiến thảo luận về gói trừng phạt Nga thứ 11 trong ngày 10 tháng 5. Gói trừng phạt mới dự kiến bao gồm các bước ngăn chặn những chiến thuật né tránh các biện pháp đã đưa ra trước đó. Đầu tuần này, Financial Times đưa tin, EU đề xuất đưa vào danh sách các thực thể bị hạn chế thương mại hai công ty Trung Quốc đại lục, 3HC Semiconductors và Kingpin Technology, và 5 công ty ở Hồng Kông, bao gồm Sino Electronics, Sigma Technologies, Asia Pacific Links, Thorden Industry và Alpha Trading Investment. Bình luận về thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, Bắc Kinh phản đối bất kỳ biện pháp nào sử dụng quan hệ Trung Quốc-Nga như một cái cớ để gây tổn hại cho hợp tác thương mại. Quan chức này cảnh báo, chính quyền Trung Quốc sẽ có hành động cứng rắn để bảo vệ lợi ích quốc gia nếu lệnh trừng phạt được áp dụng. Vài năm trở lại đây, nhiều trường đại học tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ, trong đó có chứng chỉ IELTS. Đây được coi là phương thức giúp tăng cơ hội cho các thí sinh có thể tiếp cận được vào ngôi trường mình yêu thích. Chính bởi vậy, mặc dù hiện tại đang là thời điểm ôn thi nước rút, nhưng nhiều sĩ tử có trong tay chứng chỉ IELTS đã cảm thấy yên tâm và đỡ áp lực hơn trong việc ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiện tại thì em đã có bằng IELTS và em cũng có dự định là dùng nó để xét tuyển vào đại học. Theo em thì kiểu bằng IELTS có những cái ưu điểm lớn nhất của bằng IELTS thì nó sẽ là giúp học sinh giảm bớt được cái sự căng thẳng khi mà các bạn đấy xét tuyển, giúp các bạn có nhiều cơ hội để vào trường đại học hơn, tại vì nó giúp các bạn ấy kiểu giảm áp lực, giảm những cái sự cạnh tranh, vì các bạn đấy nhưng mà các bạn có cái bằng IELTS thì điểm bình thường là, như em thấy là các điểm của chuẩn của các trường nó cũng sẽ có hạ xuống khi mà mình có nộp bằng IELTS đi kèm. Có chứng chỉ IELTS 7.5 thì em nghĩ là đầu tiên em thấy được là giúp ích cho em trong việc được điểm tuyệt đối trong môn tiếng Anh thi đại học. Và ngày thứ hai nữa là tại vì em có apply một số học bổng của một vài trường đại học ấy, nên là đấy cũng là một cái khá là ưu tiên cho em nếu mà em có cái chứng chỉ như thế. Hiện tại thì em đang theo học một lớp IELTS và đang cũng cố gắng để có một điểm số thật là tốt để có khả năng được xét tuyển đại học. Và em nghĩ là bằng việc học IELTS thì mình, thứ nhất là mình sẽ trau dồi được khả năng tiếng Anh về cả bốn kỹ năng nghe nói đọc viết, và hơn nữa thì nó sẽ là một cơ hội lớn giúp mình để mà được vào cổng trường đại học. Ngay cái việc mà phải học IELTS rồi thì nó cũng khá là rất là nhiều áp lực trong cái việc thi đấy, nhưng mà
so với cái việc thi đại học thì để được xét tuyển luôn luôn sẽ là lựa chọn tốt hơn so với việc phải thi đại học đối với em. Trước những ý kiến cho rằng việc xét tuyển IELTS sẽ gây bất công đối với các thí sinh khó tiếp cận với phương thức này, nhiều thầy cô cho rằng chỉ tiêu dành cho phương thức này thường chiếm số ít và có các điều kiện đi kèm nên sẽ không tạo ra khoảng cách quá lớn giữa các thí sinh. Cái việc mà IELTS là một là chỉ có những cái ưu tiên thôi chứ không phải là xét trực tiếp. Thì tôi nghĩ rằng là do đặc thù của các trường, người ta tìm các cái thí sinh có tiềm năng để người ta xem xét. Các trường đại học cũng có thể xét cái phương thức là có thể quy đổi điểm các cái chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo cái chuẩn riêng của các trường. Đây là cái quyền chủ động. Tuy nhiên theo tôi là chúng ta cần phải tính toán một cái tỷ lệ chỉ tiêu phù hợp để nó đảm bảo được rằng là các em học sinh mà không có điều kiện để thi các cái chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vẫn có cái cơ hội bình đẳng so với các bạn mà có cái chứng chỉ quốc tế. Thì như vậy nó sẽ tạo ra được một cái mình tạm gọi là một cuộc chơi bình đẳng đối với các cái nhóm sinh viên, nhóm học sinh ở trong xã hội. Cho tới hiện tại, trên cả nước có 81 trường đại học, học viện công bố tuyển sinh bằng chứng chỉ IELTS. Trong đó có những trường chấp nhận các thí sinh có IELTS 4.5 có thể đăng ký xét tuyển. Thưa quý vị, từ lâu tắc đường hay là ô nhiễm không khí từ khói bụi ô tô xe máy đã trở thành một bài toán khó đối với giao thông Hà Nội. Tuy nhiên hiện nay trải qua gần 5 tháng thí điểm, một hệ thống giao thông xanh hay là xe điện miễn phí đang dần được nhiều người dân thủ đô đón nhận. Và hôm nay các bạn hãy cùng Linh Trang khám phá xem hệ thống xe điện miễn phí này có những ưu điểm gì mà khiến cho nhiều người dân thủ đô thích thú đến như vậy nhé. Và đầu tiên thì mình sẽ đến bốt đăng ký tiến hành làm thủ tục để mượn những chiếc xe điện miễn phí này. Đầu tiên bạn phải mở ứng dụng quét mã vạch hoặc Zalo trên điện thoại, sau đó quét mã gắn trên bảng thông báo, ấn vào đường link, nhập các thông tin cá nhân như số điện thoại, căn cước công dân, sau đó chụp ảnh xác nhận hai mặt của căn cước công dân là đã hoàn tất các thủ tục đăng ký xe. Và cuối cùng các bạn thực hiện quét mã vạch để sử dụng xe. Vừa rồi thì mình đã hoàn thành xong thủ tục để có thể mượn xe. Và bây giờ các bạn hãy cùng Linh Trang di chuyển từ nhà chờ BRT Văn Khê đến trung tâm thương mại Aeon hoạt động nhé. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xuất phát thế nào. Bằng chiếc xe điện này thì trong khoảng 7 phút thì mình đã đến được trung tâm thương mại. Và ngay bây giờ thì mình sẽ tiến hành thủ tục để có thể hoàn trả xe. Thời gian trước mặc dù ghi nhận tình trạng vắng khách, tuy nhiên thời gian gần đây, lượng khách sử dụng dịch vụ thuê xe điện đã được cải thiện, số lượng tăng đáng kể. Với những tiện ích như nhanh chóng, thuận tiện, giảm thiểu chi phí, dịch vụ thuê xe điện này đang ngày càng được nhiều người dân đón nhận. Mình cũng hay đi từ BRT đến Emoi ạ, cũng rất là tốn chi phí với cả bất tiện, nên thế nên là từ khi có dịch vụ này thì mình cảm thấy rất là tiện và tiết kiệm được về phần chi phí nữa. Bản thân tôi thì thấy là mô hình này nếu mà nó mang tính chất bảo vệ môi trường như thế thì nó rất là tốt cho môi trường sống, nó rất là tiện lợi. Tôi mong muốn là cái mô hình này sẽ được triển khai nhiều điểm hơn ở trên cái thành phố Hà Nội này, đặc biệt là ở những cái nơi mà trung tâm mua sắm hay là ở những cái gần cái chỗ công viên hay phố đi bộ hay là những cái chỗ mà vui chơi để người dân những cái chỗ đấy người ta tiện di chuyển. Mô hình xe điện hai bánh kết nối tuyến buýt BRT cho khách từ nhà chờ BRT Văn Khê đến trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông được thí điểm từ ngày 28 tháng 11 năm 2022 đến ngày 28 tháng 5 năm 2023. Người dân không phải trả phí dịch vụ, miễn phí sử dụng hoàn toàn phương tiện. Sau thời gian thí điểm, Hà Nội sẽ nghiên cứu nhân rộng mô hình ra các điểm khác nhằm hình thành thói quen sử dụng các loại phương tiện giao thông xanh, giảm thiểu phương tiện cá nhân và góp phần nâng cao chất lượng môi trường không khí tại thành phố Hà Nội. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Báo Lao Động. Kính chào và hẹn gặp lại!